À, cái này nó rất hay nhá, giờ mình mới để ý này. Nó có cả giải độc Fluoroprazole. Đấy, cái hoạt chất Fluoroprazole này này thì mình phun hãm đào ấy, nó tồn dư ở trong đất nó rất là lâu. Xin chào tất cả các bạn đang xem và theo dõi kênh YouTube Vườn Nhà Bon. Hôm nay mình đi phun cái thuốc kích rễ và trộn luôn cái thuốc phòng trừ sâu cho cái cây hoa lan tường này. Hôm nay chỗ này nhà mình trồng nó đang bén rễ ra rồi, bén chân rồi. Chỗ mình thì hay gọi là bén chân đấy. Còn nói đúng là nó bén cái rễ của cây ăn ra ngoài cái đất mình trồng đấy thì gọi là bén rễ, bén chân. Để chỗ mình thì thường gọi là bén chân. Sau từ 5 đến 6 ngày nhé, thì mình bắt đầu tiến hành phun một chút cái thuốc kích rễ cho cái cây lan tường này. Chủ yếu là mình phun cái kích rễ thôi. Còn cái sâu ấy thì nó tùy vùng, tùy cái môi trường, cái điều kiện để con sâu nó phát triển ở cái môi trường chỗ trồng ấy, thì có thể là một cái khu đồng nó sạch bệnh ấy thì nó ít sâu hơn. Còn như ở chỗ mình là mình canh tác hoa rồi trồng cây nhiều năm rồi thì cái sâu bệnh nó rất dễ là nó nhanh phát triển trở lại. Thì hôm nay mình trồng xong thì mình phun kết hợp luôn cả cái thuốc trừ sâu. Đây để mình quay ra cái cây nó bén rễ, bén chân rồi nhé. Sau khi mình trồng từ 5 đến 6 ngày là cây bắt đầu nó mở lá rồi. Thực ra cái cây này này là khi mình mua cây giống về ấy, nó ở trong bầu sẵn rồi. Thì cái lúc mình trồng ấy là cây nó bén rễ ra rất nhanh, bén chân rất nhanh. Đấy, như tất cả bắt đầu nó đang phát rễ mới ra là cái mầm non này này. Đây nó có hai cái lá non này này. Nó bén rễ, bén chân nhanh lắm. Vì cái này là mình trồng ở trong cái khay ươm ra. Đấy, nó có cái rễ nó đã bám quanh cái bầu ươm hết rồi. Đấy, trồng xong là cỏ mọc luôn này. Đấy, đấy khi trước khi mình trồng cái này là mình đánh diệt cỏ mầm rồi đấy. Như một số loại cỏ là cái diệt cỏ mầm ý, cái phun cái thuốc mà diệt cái cỏ mầm lúc nó đang nảy mầm ý. Có một số loại cỏ là nó không diệt được, hoặc là những cái hạt cỏ đấy nó lâu nứt nanh, nứt cái mầm của cái hạt cỏ ra. Thì là nó sẽ sau ví dụ 3 ngày mình tưới đất xong mình phun ý, thì những cái hạt cỏ này nó chưa lẩy. Nó chưa lẩy thì mình phun nó không có tác dụng với những cái hạt cỏ nó không lẩy đấy. Còn những cái hạt cỏ nó bắt đầu nó lẩy cái mầm ra ấy, thì mình phun là chắc chắn là những cái hạt này nó sẽ chết. Đấy, tất cả mình trồng nó đang phi ngọn rất là khỏe. Cái này thì nó bén rất là nhanh, bén chân rất là nhanh. Cái cây lan tường này, cát tường này thì mình quan trọng nhất là cái khoảng thời gian đầu để cây nó có lực. Nó có lực thì nó mới trẻ cây ra và nó nhanh phát triển, thì cái lực cây nó khỏe thì mình được cái cây, cái độ cao của cây ấy, nó sẽ dài hơn. Còn nếu mà như mình để cái cây này nó phát triển chậm trong cái giai đoạn đầu này thì cây nó sẽ không có lực mấy, và cái cây không có lực thì nó sẽ phát triển nó kém. Ít nữa là cái chiều cao của cái hoa mình cần ý, nó không được như cái mong muốn của mình. Đấy, như ít nữa nhà mình cái mong muốn kìa là cái bằng cái cọc tiếp kìa. Đấy, nó khoảng độ 80-90 cm. Đấy, một hoặc là đến 1 mét cũng được. Vì lúc mình thu hoạch ấy thì mình bớt lại độ một đốt, hai đốt ở dưới mặt đất như này. Đấy, nó phải được độ ít nhất phải độ 70 hoặc 80 cm này là thấp nhất. Còn không phải 80-90 1 mét. Đấy. Đấy là những cái cây hoa lan tường nó đạt đủ cái chiều cao đấy. Còn nếu mà như ngắn nữa thì mình vẫn có thể bán được. Nhưng mà cái
độ đẹp của nó sẽ không bằng là những cái cây nó đủ cái chiều cao. Đây để mình ra cái chỗ phun thuốc mình chia sẻ là mình phun thuốc gì. Cái chỗ này nhà mình có mấy sào thôi. Hôm nay gió rất là mạnh ấy. Có thể là cái lúc mình quay sẽ vù 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 ấy, cái âm thanh nó không được tốt lắm. Kia cái mảnh bên này đất không. Chỗ này thì nhà mình đang làm lại cái hệ thống thoát nước vòng quanh để mình lại trồng đào ở đây. Đấy, chỗ này nữa là mình đợi đất khô rồi mình sẽ làm đất trồng đào. Cái đất trồng đào nhà mình ấy thì mình hay làm vào cái mùa hanh khô ấy thì cái đất nó mới được nỏ ải. Đấy, cái máy múc kia đang múc cái xanh thoát nước vòng quanh đấy, khơi thông nước ra vì cây đào nó cũng cần cái độ thoát nước nó nhanh. Đấy, ngoài nhà mình trồng đào giờ là chính rồi, còn cái này thì mình làm thêm về cái vụ Tết này, cái nan tường ấy. Cái kênh của mình thì chia sẻ chủ yếu là trồng đào. Nhưng mà năm nay nhà mình trồng cái nan tường này từ năm ngoái, nhưng năm nay mình làm thêm thì mình chia sẻ nếu mà các bạn hoặc là các bác có cái nhu cầu trồng ấy hoặc là cái kỹ thuật đấy thì có thể liên hệ mình chia sẻ. Đây như hôm nay mình phun cái thuốc kích rễ này, rút tinh kinh, phân bón hữu cơ đấy. À cái này nó rất hay nhá, giờ mình mới để ý này. Nó có cả giải độc Phaclo Butazol. Đấy cái hoạt chất Phaclo Butazol này này thì mình phun hãm đào ấy, nó tồn dư ở trong đất nó rất là lâu, nó đến 1 năm hoặc hơn 1 năm ấy. Thì mình phun thế này. Ở trong cái bao bì hướng dẫn nó có ghi giải độc, nhưng mà mình cũng chưa dùng cho cái cây đào. Đấy, mình hôm nay mới dùng cái này cho cái cây nan tường thôi. Đấy, cái này nó tùy theo cái loại cây trồng để mình phun, nhưng mà cái nan tường này thì mình trồng ở trong bầu ra ấy, trong bầu khay ươm ra ấy. Thì người đây đây nó ghi hoa cúc và hoa cát tường này, giai đoạn 15 và 25 ngày. Đấy là theo cái nhà khuyến cáo họ sản xuất thuốc họ ghi đấy. Nhưng mà mình chỉ sau 5 đến 6 ngày là cây bắt đầu phát triển là mình phun được rồi. Phun 1ml cho 2 lít nước. Đấy là cái thuốc kích rễ này. Đấy cái này nó có cả giải độc Phaclo đấy. Đấy là họ khuyến cáo như vậy. Còn mình chưa dùng cho cây đào thì cũng chưa biết cái hiệu quả nó thế nào. Còn hôm nay mình phun thuốc sâu là cái thuốc vua sư tử này. Cái bao bì của những cái dòng thuốc này này mà nó có ký hiệu màu vàng, cái vạch vàng ở dưới này nhỉ, là cái thuốc nó gọi là độc vừa. Đấy nó độc vừa. Còn nếu mà như nó đỏ cái vạch này này. Đấy, đỏ cái vạch này. Cái dòng khuyến cáo này này. Đấy, tất cả những cái hình khuyến cáo này nó là màu đỏ thì là nó sẽ độc cao nhá. Còn màu xanh thì độc nhẹ thôi. Đấy. Cái ba cái mức của những cái nhà sản xuất thuốc ấy, họ đề ra như vậy. Mình cũng chỉ biết vậy thôi, còn ai thử đâu mà biết. Đấy cái vua sư tử này thì mình phun 30 ml cho cái bình 20 lít này nhà mình. Bình này thực ra chỉ có 18 lít thôi. Đấy cái sâu này này, sâu hại này thì nó tùy vùng, có vùng mà ít sâu bệnh ý thì mình phun thưa nó ra. Còn nếu mà như vùng chỗ mình trồng hoa lâu năm rồi ấy, cái sâu bệnh nó rất là nhanh, kể cả đào cũng vậy. Đấy tí nữa mình phun trộn hai cái loại này cộng với nhau. Cái này là 10ml này, cái này thì 30ml. Để
cái tất cả các loại thuốc trừ sâu thì mình nên tìm hiểu cái hoạt chất của nó này. Đây là cái thành phần là cái hoạt chất này này. Chlorpheniramine gì đây này. Phụ gia đặc biệt bổ sung vừa đủ 100%. Tất cả các loại thuốc hoặc là phân bón đều như vậy. Còn cái tên của nó chỉ khác nhau cái tên thôi. Còn cái hoạt chất thì nó phải ghi rõ ở trên cái bao bì này. Vì có một số hoạt chất nó chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái hoạt chất đấy thôi ấy. Nhưng mà nhiều cái công ty đóng gói sản xuất thì là cái tên của cái thuốc nó khác nhau. Đấy, mà nếu mà các bạn có cái hứng thú với cái cây đan tường hoặc là một số cây ngắn ngày trồng vào ngày Tết ý, cây hoa ấy, thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình, bật chuông thông báo để theo dõi những cái video mình chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã xem hết những cái video của mình.